Xin chào thân ái và quyết thắng, chào mừng trở lại với channel của mình là Quân Torico đây. Rất vui khi là bạn trong series Run City và xin chúc bạn có một ngày thật là tốt lành và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống, xin chân thành cảm ơn. Rồi, và có lẽ là trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ đem lại một chuyên mục mà rất là nhiều bạn yêu thích phải không nào? Đó chính là chuyên mục mở rương nhân phẩm các bạn ạ. Một lần nữa thì chúng ta lại tích được một cái con số rương để mà mở được thêm về chiếc rương, nói chung là rương nhân phẩm thứ 5 các bạn ạ. Đấy, mặc dù thì ở dưới đây chúng ta có khoảng tầm là 280 chiếc rương tất cả thì bằng 4 lần mở rương trong đây. Nhưng mà tính luôn cả cái rương free mà chúng ta được mở ở trong gọi là Divine Pass nữa thì đây sẽ là chiếc rương thứ 5 nha các bạn. Đấy, trải qua khá là nhiều những gọi là biến cố trong gai thì những chiếc rương mà mình mở ra, nói chung là đối với rương vàng nha các bạn, thì không hẳn là có chiếc rương nào nổi trội lắm. Được một chiếc rương thì có 50 off Legendary cũng khá là ngon, hai chiếc rương còn lại là 25 off của Chu Rồng Heritage và một chiếc rương là một Chu Rồng Heritage bình thường các bạn ạ. Cho nên là mình vẫn mong có được một cái gì đó gọi là đột phá đấy các bạn ạ. Ok, cho nên là cũng mong trong video lần này chúng ta sẽ mở được một chiếc rương nào đó mà thật là thơm ngon phải không các bạn. Đấy, ok, vậy thì mình sẽ cùng nhau mở rương luôn nha mọi người. Đấy, đầu tiên thì mình thấy được là chúng ta có thể mở chiếc rương ở trong đây. Ồ, 27 trên 35 cũng là một phần cơ hội nào đấy các bạn ạ. Nhưng mà trong đây thì chúng ta gọi là đang đua Helric với gọi là top 1 giành lên lap 12 rồi. Thì nói chung là đối thủ chúng ta vẫn đang rất là suýt sao, nhưng có lẽ anh ta đã không có gọi là biểu hiện gì nữa. Cũng có thể là anh ấy đợi cho mình đua từ từ lên rồi phút cuối anh ấy sẽ gọi là leo lên càng cao, giống như kiểu là sử dụng chiến thuật đó là mồi nhử đấy các bạn ạ. Nhưng mà cũng không sao đâu, vì mình cũng phải là theo sát sau anh ấy thôi các bạn ạ. Ok la, và ở đây thì có lẽ là mình sẽ đi nốt chú rồng nha. Legend đâu rồi? Chú rồng Legend. Legend đây, là chú rồng này nha các bạn, để mà chúng ta đi lấy thêm cái gọi là phẩm cho sự kiện đấy. Nói chung là chắc là chỉ còn được khoảng tầm một chiếc rương thôi, nhưng mà biết đâu được chiếc rương đó lại mở ra được 3 sao thì sẽ làm tăng cái cơ hội để mà mình có tỷ lệ sẽ mở thêm rương. Còn nếu mà ra một thì thôi đành vậy, có lẽ là nay duyên thôi đành cách xa, tình chúng ta sẽ xa lạ đấy, kiểu vậy đấy các bạn. Rồi, thì mình cũng sẽ ráng mở xem sao. Trong đây thì cũng có thể là lấy một số những chiếc rương của sự kiện đấy. Ở đây sẽ là lấy chiếc rương này. Ok, đấy, và chiếc rương này nếu mở ra 3 thì còn cơ hội nha. Rap Boa, no. Thế là chiếc rương đầu tiên trong video chúng ta mở ra cũng thấy là xác định rồi các bạn ạ. Thôi, để chiếc rương này vứt vác, nếu mở được 150 game thì cũng có game để mà chúng ta gọi là mở phải các bạn. Oh, wow, bro. Oh, có chuyện gì vậy? Trong đây gọi là tôi đang bị tấn công nè, do anh chọn sai nền văn minh đấy. Cái gì vậy? Đấy, rõ ràng tôi đã chọn đúng nền văn minh mà, tại sao như vậy? Hãy nói cho tôi cách chơi đi nào. Tôi đã có thể có thêm nhiều người bạn trong đây và tôi phải chơi một cách để chính thác, nếu không là bạn bè sẽ khinh thường tôi. Thôi được rồi, để gọi là mama giúp gọi là con tư vấn nè. Đây thấy không, đây đội hình này thì sử dụng gọi là đó, phải gọi là chọn nền văn minh của dịch. Nhưng mà nó cũng vậy thôi à? Chắc là không có gì hay ho đâu. Sao lại không, trò này là rất là hay đấy, nó có thể mở được cá sấu luôn nè. Đó, thấy không, có thể là chọn được ba phe, nói chung là vô cùng là hay đấy. Mama thì chơi tiếng ồ, nhưng mà việc này thì nó có liên quan gì? Ôi trời ơi, vậy là con biết là vừa chơi vừa làm việc vẫn ok mà. Ôi vậy á, vậy thì hãy tải ngay đi. What? Tại vì mà đã lên được level 22 rồi. Ha ha ha. Đây cái gì? Không lẽ không? Chứ là mama đã tấn công con sao? Rồi ok các bạn. Đó là quảng cáo là như vậy đó các bạn ạ. Ok là bây giờ thì mình sẽ mở chiếc gương ra. Oh no, có 2 game thôi. Giờ mở ra phát được 150 game nào. Không được rồi. Có cái nịt. Rồi, lấy thôi, chịu rồi, sao giờ? Giờ lấy cái vật phẩm bên đây thôi. Chịu rồi các bạn ạ. Đấy. Mà nói chung thì cũng có lúc được lúc không, chứ mà lúc nào cũng được thì lại quá may mắn đó các bạn. Ok, nhưng mà mở mấy chiếc này không ra thì nhiều khi là vào trong đó mở bù lại. Dù sao thì khả năng là chúng ta vẫn đang trông chờ vào nhân phẩm các bạn ạ. Nào, mở chiếc rương ra đi. Mấy cái này thì không có được xem quảng cáo X2 đâu. Đó, ok nha. Vậy là được rồi.
Đó, ok là bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mở từng chiếc rương nha. Đầu tiên thì mình sẽ mở rương này trước, vì rương này thì giá trị thấp nhất trong đây. Mở ra gọi là random mảnh thôi. Mảnh thì nói chung là có thể chúng ta không có quan tâm nhiều lắm, vì thì cũng chỉ có một mảnh thôi các bạn ạ. Mà nếu có nhiều mảnh thì mình cũng không có gọi là bùa off vào kiểu mà phải nào đó các bạn. Trong cái kế hoạch nâng sao của chúng ta hẳn hoi. Rồi, và Corrupted Dragon. Và đây thì là một chú rồng khác, đó là Flame Titan. Ok là đây thì bắt đầu là mở ra từ những bông hoa nha các bạn. Bông hoa đầu tiên, sức mạnh bông hoa đầu tiên. Oh, 10 mảnh của hai Destiny và hai of là Legendary các bạn ạ. Oh, không phải là bình chain Hybrid mới đúng. Oh, lần này là 10 bình chain Hybrid. Và đây sẽ là gì đây? 50 mảnh. 50 mảnh của hai Destiny Dragon luôn. Nhưng mà nói chung là chú rồng này như là summon 200 mảnh ấy. Ui, rồi, đây là móc đầu tiên nha. Và mình mong sẽ mở random ra được một cái op nào đó thật là chất lượng. Epic nào đây? Epic, là cô nàng gọi là hát nhạc live giữa hệ Primal và hệ Bua đấy các bạn ạ. Bảy sắc cầu vọng. Và mình mong là sẽ gọi là ra, cũng được. 5 op là Helric các bạn ạ. Bây giờ sẽ là tiết mục gọi là gây cấn này. Khoan, cái này hình như là cái này là lấy luôn các bạn ạ. Lấy luôn 50 of legendary, một cái bơ hồi máu và một cái bơ đam. Đấy, lấy luôn mấy cái này. Ngon, thơm bơ các bạn. Cái này thì cũng lấy luôn nha. Trong đây thì nói chung là không phải mở random. Có thì lấy luôn cho khỏe các bạn ạ. Random nhiều khi chúng ta lại buồn nhân phẩm. Và đây là chiếc rương xem quảng cáo. Thì dạo này mình cũng xem quảng cáo xương. Được 5 gọi là of legendary cũng được. No, ôi sao lại mở trái cây à? Đây rồi. Nào, rương này thì sẽ là gì đây? Không được nhiều phần thưởng như mong đợi rồi. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ gọi là chuyển sang mở rương bên đây nha. Cái rương quảng cáo gì không có gì để xem đâu các bạn ạ. Ok là bây giờ rương là Redemption Chat, xem có mở được thêm những cái khác không. Oh no, chúng ta lại bị đứng rồi sao? Ok là rương này thì mở được game và có thể mở thêm được những cái huy hiệu đó. Thêm 10 cái huy hiệu cho chúng ta các bạn ạ, 10 cái. Chúng ta cần thêm 3 cái ở đây để mở được thêm một cái này. Để mình xem thử là trong đây có 3 cái nha. Có 2 cái rồi. 2 cái thôi các bạn, cái thứ 3 nó ở khá là xa. Xa lắm, không được rồi. Vậy thôi, mình sẽ tiếp tục là mở nha. Biết trong sự kiện này thì sao? Trong sự kiện này thì 10 20 mới có là 5 cái. Rồi, ok là ta sẽ mở tiếp nha các bạn. Cũng là nói chung mở ra đó cũng là may đấy. Và đây sẽ là chiếc rương Redemption đỏ, có khả năng là mở ra mảnh Redemption và mảnh của những rồng khác. Và mình thì mong là mở ra một chú rồng nguyên vẹn Redemption thôi. Đấy, có thể là Orb Legendary Henry, rồi Herit nè, Legendary Bình Chuyên Legendary, đấy cũng được. Chìa khóa 25 cái. Rồi, và cái rương đầu tiên màu đỏ đó sẽ là sức mạnh nhiễm máu. Có chăng đó chính là 10 of legendary. Hên rồi các bạn ạ. Vậy là mình phải tới luôn với chiếc rương màu vàng này luôn á, không có cơ hội để suy nghĩ thêm á. Thôi cũng được. Ok, giờ thì chiếc rương gọi là random này sẽ có khả năng mở ra hai redemption noi nè. Đấy, rồi mở ra gọi là ở dưới đây là chú rồng hai Orcus Titan nè. Đấy, và chú rồng gọi là hai view điệu. Đây, hai view điệu các bạn ạ. Hai Corrupted Time, hai Master Kama, hay là một chú rồng redemption bất kỳ dưới đây. Còn không thì là 50 of legendary. Ok là xác định phần thưởng mục tiêu cũng đã xong. Rương thần kỳ thứ 5 các bạn ạ. Xem là chúng ta sẽ như nào. Mình cứ tưởng là mình hết sự kiện tới cuối mình cũng chỉ mở được khoảng tầm là 3 chiếc rương thôi chứ. Anh ở đây là chiếc rương 5 rồi. Có khả năng chúng ta sẽ mở được chiếc rương thứ 6 luôn á. Ok là nào, bắt đầu nào. Ra gì đây? Đó chính là cái gì vậy các bạn? Wow! Cuối cùng thì chúng ta cũng đã gọi là mở ra được một chú rồng Helric ngon lành ở trong chiếc rương này rồi các bạn. Cuối cùng thì cũng đã có cái để mà khoe với mọi người rồi. Mặc dù không phải là hai gọi là Master Kama, nhưng mà hai Corrupted Time là cũng ok lắm rồi. Trời ơi,
Biết ngay mà các bạn. Trời ơi, thế nào chúng ta gọi là không nản lòng, chúng ta tu chí, chúng ta gọi là tích góp nhân phẩm, chúng ta gọi là bị nhiều lần gọi là mọi người nhìn vào chê bai, gọi là sao nhân phẩm anh gọi là đen tối thế, giống như là tắt đèn của gọi là nhà văn Ngô Đức Tối vậy. Thì đó là để khi chúng ta bật đèn là bật đèn sáng luôn các bạn nha. Yeah, chiếc rừng thứ 5 cuối cùng gọi là chúng ta cũng đã lấy được một chú rồng Helric nằm trong thuộc dạng chú rồng VIP, mà cũng có thể là chú rồng Helric VIP đầu tiên của mình luôn á, đầu tiên mình mở ra free luôn á. Thì tại vì chú rồng gọi là mình cứ nhận trước nha các bạn. Thôi ôi ha 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 đó, đấy, giờ là nhiều bạn chúng ta gọi là tiếp thêm niềm tin động lực cho các bạn. Các bạn nào mà chúng ta mở ra nhiều sự kiện đen thì chúng ta cũng đừng bỏ cuộc, cứ gọi là thâm ngàn kịp ngành rồi chui lừa đấy, sau đó chúng ta sẽ gọi là có thể có được một cái thành quả gọi là tuyệt vời như là mong muốn thôi đấy. Ok, giờ chúng ta gọi là trời ơi hóng quá hả? đặt ra thôi các bạn. Ui trời ơi, mau chúng ta gọi là đặt ra chú rồng này đi để còn gọi là chờ ngày khui hộp để các bạn nha. Ồ, đây là hai corrupt time không đó. Trời ơi, 6 chú rồng mà được trước mở ra 2 queen các bạn. Mình thấy gọi là lúc mình mở ra mình kiểu mình chấp mắt thử xem cỡ của mình có nhìn kỹ không, tại vì mở ra rồng thì nhìn có vẻ là Helric đấy, nhưng mà Helric nào nó quan trọng, Helric bình thường nhiều lắm. Đây là Helric đặc biệt là mới ngon các bạn, Helric bình thường nhiều lắm. Ui xôi, tuyệt vời. Nãy lấy free nguyên một chú rồng này mở ra một rương không sướng các bạn. Lúc trước là mình cũng có khoảng tầm là hình như là gần 500 mảnh, nói chung là 495 mảnh của chú rồng này nha, mà mình quyết định là mình không có summon. Mình gọi là giống như kiểu là mình để mảnh để sau này mình train rồi kiểu đấy, thì mình là một cái nước đi đúng đắn các bạn. Để bây giờ chúng ta có được một chú rồng này. Ui thôi rồi, 60 tiếng 14 game các bạn nha. Ui rồi, cái này thì mình phải để gọi là video riêng thôi, tại vì đây là chú rồng nói chung là Helric kiểu VIP đầu tiên của mình. Tại vì tính ở Helric VIP ở trong bát nha các bạn, như là hai Orcus nè, hai View Deal nè, hai Critical Time nè, hai Master Karma, hai gọi là Ascent of Mir và hai hiện tại là Redemption Noise. Ok, bây giờ có chú rồng này. Chú rồng này là một chú rồng không có yêu cầu skin nha, nên sức mạnh thì có thể là nói chung là kiểu ta có thể là thiên biến vạn hóa được đấy. Nhưng mà nói chung thì có là vui rồi, có gọi là cũng đi khoe cái gì đấy, lâu lâu là cầm ra gọi là vật vật hãy sản xuất trái cây chơi các skill vậy là cũng được rồi, lấy free. Ôi trời ơi. Rồi, nhiều bạn thì gọi là không biết, nhiều bạn cũng mở ra chú rồng 2 có dịch tham thì cũng đặt câu hỏi là chú rồng này còn mạnh không anh, hay là như nào đấy. Em thấy như nào đấy thì các bạn hãy chờ đợi video mà khi mình unblock chú rồng này ra nha. Rồi chúng ta sẽ khám phá gọi là tất tần tật chú rồng này, kể cả là cái sức mạnh mà khi chú rồng này lên cao sẽ có những gì và như nào đấy. Thì mình cũng có làm nhiều video về chú rồng này rồi, nên mình rất là am hiểu chú rồng này nha các bạn. Đấy, các bạn cứ gọi là yên tâm mà chờ đợi thôi. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ vào trong gọi là chỗ Helric đặc biệt nè, cho các bạn xem nha. Đấy, thì ta sẽ bấm vào lịch sử Helric nè. Ok nha. Thực ra là Helric đặc biệt thì mình có chú rồng 2 Tectonic. Đấy, nhưng chú 2 Tectonic là đua trong cuộc đua, và lúc đó nhờ có gọi là tham gia sự kiện lấy đá thủy hỏa thì mới có skill đặc biệt các bạn. Giờ các bạn lấy lại không có đâu, phải có đá mới được. Đấy, đây thì đầu tiên là chú rồng này, những chú rồng VIP này là đều summon bằng 500 mảnh nha các bạn. Summon bằng 500 mảnh, cái việc của mình summon là cái gì đó rất xa xỉ. Ví dụ như mình có một chú rồng 500 mảnh nhưng mà sau đó mình phân tách cũng có 100 mảnh nè. Mà 500 mảnh đó là các bạn có thể nâng lên hẳn là 2 sao cho một chú rồng mà các bạn có luôn đó. 2 sao, hơn 2 sao đấy các bạn. Kiểu mà 2 sao là 320 mảnh, rồi các bạn còn dư tầm 180 á. Rồi các bạn tích thêm một nửa nữa là các bạn nâng lên 3 sao luôn. Ui. Đấy, nên rất là nice ở chỗ đó nha các bạn. Rồi, đây là chú rồng đầu tiên nha. Và chú rồng tiếp theo là chú rồng 2 View Deal Vampire. Ngày đấy khi mà 2 View Deal ra thì vẫn nói chung là Blood God vẫn có thể là tranh phong được nha, tại vì Blood God khắc chế được chú rồng này. Đấy, nhưng mà gọi là chúng ta có chú rồng này đang là giữ vị trí top 1 Helric hồi đó, mà hồi đó là mới ra. Đấy, nhưng mà vẫn chưa thể gọi là đứng ở vị trí gọi là cao nhất trong tất cả chú rồng được, bởi vẫn bị khắc chế bởi Blood God mà. Đấy, nhưng khi chú rồng này ra thì chúng ta gọi là lại có một giai thoại mới, vì theo phân tích chú rồng này mạnh hơn chú rồng View Deal các bạn.
đang gọi là tạm xếp vị trí hạng nhất hồi đó, mà hiện tại thì chắc là chỉ xếp sau ba chú rồng là hai Master Kama này, hai Ascend of Mir và hai Resemenoi, thì chú rồng này đứng hạng 4 trong tất cả những rồng gọi là Heritage mạnh nhất thời điểm hiện tại nha các bạn. Đấy, rồi còn chú rồng mà trên chú rồng này một bậc đó là chú rồng đây, chú rồng này. Thì chú rồng này là 60, nói chung trái cây này chắc sản xuất giống như nhau nè. Rồng này thì là hai Master Kama, được cái là có tỷ lệ block cao thì chúng ta mới ghê thôi các bạn. Nhưng mà cái sự chủ động của chúng ta gọi là cũng không có nhiều bằng chú rồng ở bên đây, chúng ta chủ động chơi skill đặc biệt. Đấy. Và đây hai gọi là Ascend of Mir, thì muốn chú rồng này đứng top 1 hiện tại thì phải có hai skill nha. Hai skill, còn không hai skill thì chắc cũng ngang tầm với là hai Master Kama. Có khi hai Master Kama chúng ta gọi là lock nhiều quá thì chú rồng này cũng không hơn được. Đấy, nhưng mà mình nghĩ chú rồng này vẫn gọi là nói chung là bình thường, không có skill cũng mạnh mạnh đấy các bạn. Nói chung thì cũng tranh phong được. Đấy, còn có skill để ăn đứt. Còn đây thì chú rồng gọi là hai Redemption Noi. Đấy, cũng gọi là thuộc dạng mạnh mà. Nói chung là chúng ta có nội tại theo phần gọi là đây. Nếu mà tính có cái skill màu vàng thì chắc cũng hơn được chú rồng là Master Kama, nếu như có gọi là skill màu vàng nha. Skill màu tím thì nói chung là không có nhiều quan trọng lắm. Có thì tăng sát thương cho tất cả skill còn lại cũng được. Nói chung là cũng ngon lành đấy xứ các bạn. Nói chung là nếu như mà bạn nào muốn ta gọi là cày được tới cái gọi là móc này nè, móc 500 nè, mà các bạn có thể là lấy được thì ngon, là có vừa có skin vừa đấy là tất cả tinh hoa của chú rồng đó là hội tụ luôn, là ok luôn nha các bạn. Đấy, nói chung là chúng ta sẽ là như vậy nha các bạn. Ok, nói chung là quá tuyệt vời rồi phải các bạn. Ban đầu thì mặc dù là chúng ta mở không có được nói chung là hên cho lắm, thì bây giờ cũng đã được là đền đáp lại rồi. Đấy, thì có thể là chung vui với lại mọi người phải không nào. Ôi, bên đây có một cái rương gì đó mà wow, rương này xịn dữ. Rương này là rương của những chú rồng divine các bạn ạ. Và có thể là lấy được 50 trái cây, 25 of Paris và một chú rồng Divine Redemption bất kỳ. Wow. Quá ghê các bạn ạ. Cái rương này xịn đấy. Còn rương này thì bình thường thôi, rương Lucky gọi là chest này thì có khả năng là mở ra kia. Mà rương xịn thì phải gọi là tốn nhiều cái gọi là mảnh kia các bạn ạ. Trời ơi, rương này xịn đấy. Nói chung thì xịn, nhưng mà rương càng xịn thì lại càng khó lấy phải không các bạn. 11 luôn á. Cái kia mà cũng phải mất tới 10 viên đá, không hiểu sao luôn các bạn. Đấy, thôi không sao, nói chung là chúng ta cứ test thử vận may thôi. Nói chung là vận may đã rất là ok rồi nha các bạn. Nay thì mình gọi là mình thử đi tiếp cái này xem là có dư vị không. Dư vị của nhân phẩm. Ôi giời ơi các bạn ạ. Hai bên, ba bên, nói chung là ôi kế bên luôn á. Giờ là toàn kế bên không á. Rồi, nhìn là thấy rồi. Ok, tiếp tục nè. Đấy. Ok là. Đấy. Và giờ thì tiếp tục nè. Ok, màn thứ 8. Ui, hơi trêu đùa nha. Cái này hơi trêu đùa nha. Cái này là thấy là đây là nhân phẩm mà vào để mà trêu đùa các bạn. Ô, đã gọi là đã ít cái rương này rồi mà còn cho ít cái màn để lấy cái kia nữa. Vậy thành ra là rương ngon là không cho ăn dễ ăn các bạn ạ. Ở đây xương xương thôi, để gọi là xem lại như nào thôi các bạn ạ. Đấy, còn bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ tham gia vào cuộc chiến ở gọi là trong chiến trường đấy các bạn ạ. Đấy, rồi và đây Master 2 đánh để mà lấy thêm cái này, nói chung là bù lại cái việc kia không được. Rồi có gì tới sự kiện thì chúng ta gọi là xem để mà mở rương kia xong. Chứ là nếu được thì mình sẽ sử dụng game để mình lấy móc kia cũng được các bạn. Dù sao thì chúng ta cũng đã có một cái mục tiêu, đó là chu rồng Abyssal Kama. Đấy, nhưng mà đầu tiên mình phải lấy được trong cái sự kiện leo tháp thì cũng khó khăn, nhưng mình cũng sẽ dự trù ra một cái lượng game gì đấy, giống như quy định trong móc này móc kia thì có thể là tham gia để mà cố gắng lấy ít nhất, là nói chung là cố gắng để lấy một chú rồng thôi, một lấy được một là ngon rồi, nhưng mà nếu không lấy được thì cũng phải chịu thôi.
dễ gì cho phải không các bạn? Hai view điều nè, đó. Nói chung là nếu như lấy được thì lấy được ở dưới 100 game là ok nhất. Còn nếu không là cũng mất khoảng tầm là vài trăm game thôi, 300-400 game gì thôi. Còn lên nữa là sợ không lấy được mà là càng khó lấy. Được ăn cả, ngã về không đau quá. Không đứng lên được các bạn, chúng ta phải đứng lên từ những vật ngã. Chúng ta phải kiên cường lên. Đấy. Đấy là nụ hôn tình yêu đấy các bạn. Rồi, lại có thêm 3 điểm cho mình. Trong cái rương này thì cũng khá là dễ để mà ra vật phẩm hay sao ấy. Mình thấy là mình mở mấy cái rương liên tiếp thì cũng có ra một cái kia. Và mình sẽ đánh với lại những đối thủ yếu thôi nha. Đối thủ mạnh quá chúng ta không xử nổi đâu. Gurulu. Hay lắm. Một đòn rất victorious. Lên môi trường này thì xong hỏa hết được búp rồi. Thì là mình đã lên Arena 2 rồi. Lên đây là xong hỏa bình thường trở lại rồi. Hèn gì thấy kỳ. Lượng máu hơi nhiều. Ôi xôi. Rồi, chú rồng này thì xong phim với lại chú rồng đai anh hùng rồi. Trái anh hùng. Wow, trên kia pháp sư chơi trưởng băng các bạn ạ. Trưởng một phát băng từ ở dưới đất chui lên, chui lửa. Nếu vậy thì chắc là mình sẽ đổi cho chú rồng nanh thần vào đi. Đấy, cho như này cũng được. Cho nanh thần chúng ta nếm sờ chải. Rồi. Dính rồi. Nhưng mà không biết dính gì. Dính trưởng nè, trưởng. Đây, trưởng phát cho chắc. Wow, một đòn chí mạng đánh vào đầu chúng ta kìa. Mình cũng sẽ tặng lại cho bạn một đòn chí mạng tương tự. Ô, sao bây giờ mình mạnh sao thế nhỉ? Wow. Đấy, cái skill chúng ta là mạnh đấy các bạn. Ta đã lên một tầm cao mới, sức mạnh mới rồi. Ui, mở đi. Mở ra nào. Ôi, không có các bạn ạ. Vậy là không cho chúng ta mở cái rương cuối cùng đó rồi. Chia buồn nhá. Cành được cái rương 35 là một cái mốc rất là cao các bạn ạ. Mà sợ cái rương bán nhiều, mình mở ra không được bao nhiêu thì cũng lo lắng. Cái rương đó có tầm cái tổng cái vật phẩm đấy thì cho đâu đó khoảng tầm là 300 game. Nói chung là trong phạm vi 300 game thôi, ở trong vòng 300 game thôi. Đó là trong nick mình kiểu vậy đấy. Còn thấy mà có khả năng là ngoài nhiều á thì thôi, không cần mở cũng được. Đó, nan tình yêu. Cạp. Hay quá. Giờ thì sẽ sử dụng một đòn đại thiết trùy. Bên kia chí mạng mình đấy. Ừ, mình biết vậy nhưng mà bên kia cũng không có gọi là đủ đô đâu. Còn bơ hồi sinh nhá. Nhưng mà anh bạn kia thì không may mắn như vậy. Hết bơ hồi sinh rồi. Rồi. Wow, còn đây thì chúng ta gọi là chạm trán đấy. Một chú rồng 2 Master Kama, được đấy. Phải chạm trán với chú rồng 2 Master Kama thôi các bạn. Mặc dù Master Forzy. Đây, dùng cho Đai Nồng đánh đi. Đai Nồng trưởng nè. Block kìa. Block không block nè. Block nè. Ui, đầu thế anh trai. Đầu đấy, nhưng mà không sao. Không sao đâu. Rồi, vào tầm ngắm rồi. Vào tầm rồi các bạn. Thế này thì không giết được. Ok là. Đấy, như vậy là ok rồi các bạn. Hola. Nhập chú rồng Hola ư? Chắc là cho chú rồng Lít gót các bạn. Đây, đánh một cái bình thường nhẹ nhàng trước. Ui. Xong luôn, chú rồng đã xong luôn. Chưởng thêm phát nữa nè. Chưởng một phát đầy máu lại. Yeah. Chơi skill bóng tối, phá kiên. Đấy, cơ động không các bạn. Quá cơ động luôn đó. Phá kiên, các kiểu luôn. Rồi, cú đấm thần kỳ. Bành nóc. Còn trận cuối nha các bạn. Wow, may mà gặp những đối thủ yếu đánh cho khỏe các bạn ạ.
gặp đối thủ mạnh thì chúng ta gọi là đánh hoặc là giả hơi. Da phi. Đấy, trưởng skill bóng tối nào. Sau bao nhiêu lâu các bạn, bao nhiêu lâu cũng được một cái rương như này. Còn nếu mà gọi là may mắn hơn nữa thì mở ra Redemption Noi tuyệt vời, mở ra Redemption Noi tuyệt vời luôn. Tại vì mình xài chú rồng đó. Chú rồng này thì chúng ta gọi là có thể suy nghĩ về cách sử dụng sau, hoặc là siêu tầm cũng được, cũng rất là may mắn rồi. Vậy chúng ta gọi là nên cảm thấy hài lòng với những thứ mình có. Đấy, vậy mới là ok nhất các bạn ạ. Yeah. Rồi. Xong hết mấy trận bên đây, mình cũng lên Run Master 2 rồi. Ok, là chờ ngày chúng ta có thể là review về quả trứng này thôi. Đấy, còn bên đây còn quả trứng thủ lĩnh clan 10-12 chưa nói gì nữa nè. Xong rồi. Ok, và có lại video của mình đến là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Chia sẻ cho thầy luôn. Các em chia sẻ cho thầy đi.